Ờ. Thiệt luôn mà, con làm thiệt mà. Dạ, mô Phật, con chào thầy quà. Dạ, mô Phật. Quay cho thầy đẹp chút. Đây đẹp luôn hả? Đi quay qua bên kia nữa, nó nuôi gì mô Phật, mô Phật, nam mô Di Phật. À, nói gì mà đi hôm nay hay đi đâu? Quý vị. Quý vị đi đi đâu rồi? Quý vị về dứt pháp chưa? Về đây. Phải, từ trước. Hoa sờ bị tâm trưởng vậy không? Ủa mình đi luôn hay sao thầy? Không biết nước đi luôn. Đi luôn à, đi lên danh. Ý là hỏi để biết đường. Qua viếng chút mà. Qua cù Hoa Phúc. À, tôn lắm Hoa Phúc. Ở đây hả? Đi ta luôn. Cười lên cái thầy. Lên đường đi nha. Nó mới giờ Phật quý vị lên đường đi nha. À, mô Phật. Hoa thượng đạo trưởng nha, đại chỉ dạy gì nha. Nó mới giờ Phật. Mô Phật. Rồi tới đám tang của mẹ thầy Tâm Tiến. Dạ mô Phật. Dạ. Dạ mô Phật chào thầy. Dạ. Dạ. Dạ mô Phật. Thôi bây giờ thầy Hân thầy đầu tư bên Mỹ đi. Để cho quý thầy qua bển hành đạo. Theo hành nguyện của tổ thầy, người xuất sĩ là không nên giữ tiền bạc, mình cũng tập mình bao giờ gì tiền để giải thoát. À, giải thoát. Giảm vào ngũ dục với người thế tục, mình là người thầy hướng dẫn tâm linh. Không để thầy tổ cho gì với tình tệ. Rồi, vậy đó. Giữ tiền. Còn này, mình nào còn có ăn qua đầu tư đi. Làm hay là
đất mới. Cái bác quỳ vừa gặp tông hoàng im luôn á. Hoàng có nổi tiếng. Không chịu được hay là tiệm bên mặt hậu vang. Hậu vang bọn đi xa đâu có bừng ai. Phải vô biết. Đại đức Thích Tâm Hưng, chùa Trì, chùa Đổng Cao, Thanh Hóa. Đại đức Thích Tâm Trọng, chùa Trì, chùa Nhất Pháp, Đồng Nai. Đại đức Thích Tâm Quốc, chùa Trì, chùa Đắc Pháp, Đắc Nông. Đại đức Thích Tâm Quan, chùa Trì, chùa Đăng Pháp, Bình Phước. Đại đức Thích Tâm Trưởng, đại đức và chư vị đại đức quan lâm cầu nguyện cho thanh một của chúng con. Nam mô Đại Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Giáo Chủ Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Trên hiện tiền chư tôn đức căn từ bi hoan hỷ, kính thưa toàn thể gia môn hiếu quyến của đại đức Thích Tâm Tiến, hôm nay hay tin thân mẫu của đại đức Thích Tâm Tiến là cụ bà Thế Danh Nguyễn Thị Thơm, quy Tam Bảo, pháp danh Tâm Vị, 250 quy ẩn tổ tiên về với Phật. Chư tăng tông phong tổ đình Hoằng Pháp được sự chỉ dạy của Hòa Thượng Ân Sư, tất cả anh em huynh đệ, đồng sư, đồng học khắp ba miền đất nước cũng như trong và ngoài nước, tùy theo nhân duyên trú xứ cũng đã phân lâm về đến gia trung của đại đức Thích Tâm Tiến để thắp hương kỳ nguyện nhất cú nhất kệ siêu tiến cho hương linh thân mẫu của đại đức là cụ bà Nguyễn Thị Thơm, pháp danh Tâm Vị, được cao đăng Phật quốc. Giờ phút này chư tăng đối trước Phật tiền, đối trước linh sàng cũng thành tâm phát nét tâm hương kính nguyện Tam Bảo mười phương đức A Di Đà Phật tiếp dẫn cho hương linh cụ bà được sinh về cảnh giới theo phương cực lạc. Còn theo lời Hòa Thượng Ân Sư cũng như tất cả anh em có thể vì lý do cá nhân cũng như Phật sự tại các chú xứ không đủ duyên về đây để có mặt phân lương cùng gia môn hiếu quyến của đại đức Tâm Tiến, xin được bày tỏ tấm lòng thành kính nguyện hương trước và cầu nguyện cho hương linh được siêu thoát, sau nữa cũng kính mong tất cả văn bằng quyến thuộc con cháu nội ngoại xuất thế tại tục đều noi theo tấm gương của cụ bà, hết lòng hộ trì Tam Bảo, hộ trì chánh pháp,
hộ trì chư tăng. Xin nhận nơi hòa thượng ân sư và tất cả anh em pháp huynh pháp đệ đồng sư đồng học tấm lòng phân ưu thành kính nhất. Giới hương định hương giữ huệ hương giải thoát, giải thoát trì kiến hương quang minh văn đại thiên pháp giới phổ cũng thập phương vô thượng tôn. Nam mô cung dường Bồ Tát, Nam mô cung dường Bồ Tát, Nam mô cung dường Bồ Tát Ma Tát. Hãy subscribe.
Bye bye à. Rồi rồi. Rồi nha. Rồi nha. Rồi. Gặp lại vô tổ chứ. Gặp lại vô tổ nha. Gặp lại vô tổ. Về được không? Về được không? Dạ. Đây nó không có cái sổ. Biên bữa giờ nó chưa trong luôn hả? Dạ không. Tâm trưởng. Biên có tâm trưởng về mà. Hôm qua ngày hôm qua cái trưởng. Còn trên lầu là mấy lầu nữa? Đại thế chi bồ tát ơi.
đẹp ha. Xe vô, xe nó quả. Sắc sảo. Phòng này cái nhà này thiết kế để trưng bày, hoàn tráng căn phẩm trừ vi tế hoặc linh ngã táo đăng vô thượng giác thập phương giới tọa đạo đàng nhà la tăng đà tiên vong thức khả ra tăng ma vô đồng chuyển nay nam mô thường trụ thập phương dòng ba bảo quan quan trong dòng xuân thiên diệm bảo liên hữu hóa như lai tòa bảo hóa trung mê đàn phóng thập thầm đào bảo quan minh nhưng những quan minh giải biên thì hiện thập hằng hà sa kinh sơn thì sơ biến không giới đời chúng ngưỡng quan tưởng hạ tưởng nào cũng đẹp ai kim bảo ai cầu Phật ai hiểu ai nhân tâm thánh phần ai vô kiến đàn đàn thương phóng quang như lai thiên thuyết thần có dính liền luôn cái khói mà. Đi vào luôn à. Nam mô Tam Đa Nam Tam.
Ông dân thành phố không sao đâu. Dân thành phố. Thấy đục ngoài đó đó. Dạ mô Phật.